Từ ngày 15 tháng 10, mạng 5G đã được Viettel triển khai tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Sau gần 10 ngày sử dụng, một số người dùng phản ánh rằng tình trạng kết nối dịch vụ 5G hiện chưa ổn định. Thậm chí, tốc độ 5G tại một số khu vực gần như không khác biệt so với 4G. Lý giải cho vấn đề này tại tọa đàm cung cấp thông tin về mạng 5G tổ chức sáng ngày 24 tháng 10 tại Hà Nội, đại diện nhà mạng Viettel khẳng định có nhiều yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra tốc độ mạng 5G. Theo đại diện của Viettel, hiện tại số lượng trạm phát sóng 5G vẫn còn hạn chế và chưa tương đương khi so với trạm phát 4G. Ở khung giờ thấp tải, tốc độ 5G có thể đạt mức trên 500 Mbit trên giây. Tuy nhiên, khi có quá nhiều người dùng thử nghiệm trong cùng một thời điểm, tốc độ kiểm tra có thể bị giảm xuống. Ngoài ra, còn một số yếu tố khác cũng tác động đến tốc độ mạng 5G như vị trí sử dụng thiết bị, ở gần hay xa trạm phát sóng, hay thời điểm đó có nhiều người dùng truy cập hay không. Hiện Viettel có hơn 6.000 trạm phát sóng 5G đã được lắp đặt, phủ 95% dân số ngoài trời. Đến năm 2025, nhà mạng sẽ tiếp tục mở rộng vùng phủ sóng trong nhà. Theo kế hoạch, 3-5 năm tới, người dùng ở các khu vực thành thị có thể sử dụng mạng 5G trong nhà giống như trải nghiệm 4G ở thời điểm hiện tại.